Đôi nét về thương hiệu. The Body Shop là một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nổi tiếng đến từ Anh Quốc. The Body Shop cung cấp các dòng sản phẩm rất đa dạng và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc cơ thể đến những sản phẩm trang điểm. Các dòng sản phẩm của hãng đều có chung một đặc điểm, đó là không thử nghiệm trên động vật và luôn chứa các thành phần tự nhiên. Là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng những nguồn nguyên liệu thiên nhiên lành tính, The Body Shop luôn đem đến những sản phẩm vô cùng an toàn và thân thiện với người sử dụng. Thế mạnh của hãng là các sản phẩm skincare và chăm sóc da. Thiết kế bao bì sữa chua dưỡng thể Almond Milk Body Yogurt. Sữa chua dưỡng thể Almond Milk Body Yogurt được đựng trong hũ nhựa màu trắng đục, khá to với thể tích lên đến 200ml. Bao bì được thiết kế đơn giản, có hình hạnh nhân và sữa tươi tượng trưng cho mùi hương của sản phẩm. Ngoài ra, những thông tin cần thiết khác cũng được đề cập đầy đủ trên bao bì. Almond Milk Body Yogurt sở hữu chất kem dạng gel mỏng, nhẹ và màu trắng đục. Vì vậy mà chất kem lên da thấm nhanh, không gây bết dính, không gây nặng nề và khó chịu. Với kết cấu kem như vậy thì rất thích hợp để sử dụng vào những ngày hè nóng bức hay đổ nhiều mồ hôi. Thậm chí bạn còn có thể mặc ngay quần jean sau khi sử dụng mà không cảm giác ẩm ướt, bết dính. Thành phần chính của sữa chua dưỡng da The Body Shop Almond Milk Body Yogurt. Sản phẩm chứa những thành phần tự nhiên như là glycerin, damthicone, butylene glycol, PEG-100 styret, sodium hyaluronate. Đây cũng là những dưỡng chất quen thuộc trong các sản phẩm dưỡng da, có tác dụng cung cấp độ ẩm cần thiết. Bên cạnh đó, thành phần này còn làm mềm mịn da, tạo lớp màng mỏng trên da, giúp ngăn ngừa sự mất nước và các tác động của môi trường, từ đó giúp làn da luôn duy trì được vẻ ngoài mềm mịn, ẩm mượt. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa carbomer, có tác dụng kháng viêm và tạo độ bóng cho làn da, giúp làn da trở nên tươi mới và bóng khỏe. Ngoài ra, sản phẩm còn chứa cồn, anthocyanin và hương liệu parfum, mang đến mùi hương ngọt ngào, ấm áp, thoang thoảng chứ không quá gắt. Nhờ vào những thành phần này mà sản phẩm này là lành tính, không gây kích ứng và phù hợp với mọi loại da khác nhau, kể cả da nhạy cảm. Công dụng sữa chua dưỡng da The Body Shop Almond Milk Body Yogurt. Cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da, giúp da luôn trong trạng thái ẩm mịn, mềm mượt. Phục hồi làn da khô ráp, giúp da trở nên mềm mịn và đều màu hơn. Giúp lưu giữ hương thơm tốt, khiến nàng luôn có mùi hương hạnh nhân sữa thoang thoảng. Cách sử dụng sữa chua dưỡng da The Body Shop Almond Milk Body Yogurt. Bạn có thể sử dụng sữa chua dưỡng da Almond Milk Body Yogurt ngay khi nào cảm thấy da khô, cần cấp ẩm. Hoặc cũng có thể sử dụng sữa chua Almond Milk Body Yogurt sau khi vừa tắm xong, 2 lần một ngày để duy trì làn da ẩm mượt, thơm mát. Ưu nhược điểm của sữa chua dưỡng da The Body Shop Almond Milk Body Yogurt. Ưu điểm: thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ làm rối mắt thông tin. Thể tích khá lớn nên bạn có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài. Nhờ thiết kế thông minh mà sản phẩm có thể mang theo khi đi du lịch, không lo bị đổ kem ra ngoài. Chất kem dạng gel mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bết dính. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào. Kem lên da mát lạnh, dễ chịu, cảm giác ẩm mịn. Khả năng giữ ẩm của sữa dưỡng thể khá lâu. Nhược điểm: không thích hợp dùng cho mùa đông vì sẽ không cung cấp đủ độ ẩm. Dạng gel nên dùng hết khá nhanh. Giá hơi cao so với thu nhập trung bình của phụ nữ Việt Nam,